Kìa, hả coi, đại dương đã đến chưa? Đại dương còn kiểm điểm lâu la, có lẽ đến đây trong giây lát. Hình như có trại chủ đang lo nghĩ một điều gì. Hạ cơ, có khi nào hạ cơ nghĩ đến tương lai? Có ao ước một đời sống yên lành không bất trắc? Tương lai, ao ước làm gì cho thêm nhớ, thêm thương, thêm sầu, thêm khổ. Giấc mộng nào đã chập cánh bay ơi, cao còn lại gì trong nỗi đớn niềm đau. Khi mộng dần tan rồi như bọt nước sông sâu, như lá cũng chiều thu. Cũng đang nuôi dưỡng một giấc mơ. Phải, một giấc mơ tầm thường bé nhỏ, quên quá khứ, trốn hận thù, sống yên vui trong cuộc đời nội trợ bên cạnh. Người nào? Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ, có ta đây. Kìa, đại dương. Cả hai hãy điểm dạy tên lâu la nhanh nhẹn, đột nhập vào phủ Kiến An và bắt cóc Hồ Như Thủy, con gái quan tri phủ Hồ Như Trúc. Đại dương, hãy lên đường ngay. Tuân lệnh, chúng ta đi. À ha, giữa ban ngày mà mưu toan bắt cóc người, thật các người coi trời đất chẳng còn ra gì hết. Ông bạn là ai? Bằng hữu hay là kẻ thù? Muốn hiểu như thế nào cũng được. Nghĩa là nếu ngươi biết điều, hãy chia hai lợi gì mà bảo là ta sống hờ. Nhà ngươi cho đàn em bắt con gái quan tri phủ, bắt để làm gì nếu không phải đòi tiền thưởng? Đừng lấy tâm để xấu xa việc của người. Ta bắt Như Thủy để mà làm gì thì cũng là việc của riêng ta, đâu dính dáng gì đến nhà ngươi. Việc chi dính liêu đến nhà là dính liêu đến ta. Nhà ngươi là gì của nàng? Nàng là gì của nhà ngươi? Nàng là người vợ chưa cưới của ta. Đây là chiếc vòng ngọc thạch, tính vật hứa hôn. Không, ta không thèm nhà ngươi đâu. Ông bạn vừa nói gì? Không. Ông bạn cứ kể tiếp đi. 10 năm trước, khi hai gia đình còn nghèo khó, cùng hứa hôn trao đến nước để làm tin. Cách đây 3 năm, khi hai đứa trẻ đã bắt đầu khôn lớn, thì cha của nàng đã trở thành quản tri phủ. Lời hứa hôn ngày xưa đã bị người ta xóa bỏ, còn nhục mạ phụ thân ta cay đắng đủ điều, đến nỗi người phải lìa đời trong bất tức. Bây giờ ông bắt cóc nàng để làm gì? Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là để gặp lại một lần, để nói nên những lời sau cùng trước khi trở thành hai kẻ tử thù. Kẻ tử thù? Phải. Nhưng nếu
nàng vẫn yêu anh. Sao nhà ngươi biết? Tại vì... Vì sao hả? Anh hãy nhìn kỹ xem người đang đứng trước mặt anh là ai. Kìa, Hồ Như Thủy. Phải, Vũ ca ơi, từ đầu xa nhau đôi người đôi ngà. Thủy nhớ mãi người chồng chưa cưới mà định mệnh trái ngang đã rẽ chia đôi ngã đôi đường. Kẻ nhớ người mong cho sầu chất nặng sầu, kẻ bỏ đi người cúi đầu buồn bã cuộc tình mình. Đừng xót xa nhiều chuyện gian dở môi.
đường xa kể là. Và nếu mai này nàng có lên kiểu cưới du quy thì hãy nhớ một lần bài hát bôi tiếng đưa, rồi quên cả đi mà vui sống bên chồng. Không, Âu Thiên Du. Đại Dương, phó trại chủ bảo tôi về thưa lại là tất cả đã sẵn sàng. Nhưng bây giờ thì chắc Đại Dương không đi được nữa. Không, Hạ Cơ à, đây là người bạn lúc ấu thơ Như Thủy, còn đây là Hạ Cơ, người bạn của tuổi giàu yêu, của thời khôn lớn. Vậy mà nãy giờ nghe những lời trách móc của Vũ ca, em tưởng chỉ có em mới là người có lỗi. Bây giờ thì thôi, vĩnh biệt. Như Thủy, Hạ Cơ đây chỉ là... Hạ Cơ chỉ là kẻ đứng ngoài rào tình cam, mãi nhìn người ta im ấm mà quên cả sương khuya đổ lạnh xuống vai gầy. Thủy Giang bây giờ không biết ai phải trách ai. Hồ Như Thủy, em đừng có hiểu lầm, giữa anh với Hạ Cơ chỉ là bạn đồng cảnh ngộ. À, ngộ quá Đại Quân ơi, ở đây có một cặp vợ chồng gây lộn vui lắm. Cô bé đừng có xen vào chuyện của người khác. Đại Quân, Đại Quân ơi, con nhỏ này nó nạt em nè, không chịu đâu. Chịu các anh, em đi tới đâu là có chuyện tới đó à. Xin tráng sĩ và cô nương bỏ lỗi cho. Đó, Đại Quân bên người ta, Đại Quân ăn hiếp em. Về, em mét với phụ thân cho mà coi. Đi cưới vợ cho Đại Quân, chứ bộ đi cưới chồng kia em sao. Đại Quân tới phủ Kiến An một mình đi. Ông đến phủ Kiến An để làm gì? Kìa, sao cô nương sửng sốt? Tôi là Diêu Nhật Nam, con trai quan tổng đốc Tứ Xuyên, và người vợ sắp cưới của tôi là Hồ Như Thủy. Là Hồ Như Thủy? Hồ Như Thủy, nàng lừa dối ta. Không, Âu Thiên Vũ. Nàng là Hồ Như Thủy, con gã này là ai? Ta là kẻ kém hơn ngực dân lương thiện tâm thường, nhưng hơn một viên tổng đốc thối nát. Cầm đi, ta sẽ giết nhà ngươi vì tội dám ăn nói ngang tàng với vị công tử con quan tổng đốc đương triều. Và tội thứ hai mà nhà ngươi con giấu nhẹm sự có mặt nơi này với người vợ chưa cưới của ta, nhà ngươi ăn nói bao qua còn hơn một thằng vô loại. Nè, đừng tưởng lúc nào mình cũng hơn thiên hạ chứ, vì trên cõi đời này chưa chắc là ai đã hơn ai. Nhà ngươi hãy câm đi, đừng nhiều điều lắm chuyện. Ta muốn giết nhà ngươi lúc nào cũng được, nhưng chưa vội ra tay thì ta muốn biết nhà ngươi có liên quan gì đến người con gái kia không. Chúng tôi quen biết nhau từ lâu lắm rồi, thuở hai đứa còn trong lứa tuổi ngây thơ. Hơ, nói nên cả hai cùng hò hẹn đến chốn này. Chúng tôi tình cờ gặp lại
Vì ta chợt nhớ đến cha mẹ của ta. Ngày xưa cha mẹ ta chết vì lo cho ta đi cưới vợ. Ngày nay không lý nào ta lại giết chết ngươi sao? Thôi ta cả hại đi đi. Ngon, ta chịu nhà ngươi rồi đó. Nè, hãy cho biết tên đi. Âu Thiên Vũ. Mai mốt về ta ghé hỏi cưới nhà ngươi nghe. Thôi đi đi, ở đó nói khùng hoài hà. Như Thủy, nàng cùng đi với chúng tôi không? Vâng, Âu Thiên Vũ. Tất cả đã đi hết rồi, ta không còn gì nữa cả.